Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chung tay vì người nghèo và Ngân hàng Chính sách kỳ này. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các nội dung sau. Tiểu mục Chung tay vì người nghèo là phóng sự các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Tiếp đó là tiểu mục Ngân hàng Chính sách đồng hành cùng người nghèo với phóng sự hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo ở huyện Điện Biên Đông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo là chính sách mang ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Năm 2023, tỉnh Điện Biên có 5.000 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở. Để có nơi ăn, chốn ở ổn định, khang trang, người nghèo không chỉ được hỗ trợ từ nguồn Quỹ vì người nghèo của Trung ương và của tỉnh, mà còn được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn với lãi suất thấp. Chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã giúp hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thực hiện mong ước thiết tha có được ngôi nhà vững chãi, khang trang. Huyện Mường Trà có 12 xã thị trấn, hầu hết các xã đều nằm trên khu vực đồi núi, địa hình phức tạp, sản xuất gặp nhiều khó khăn, kinh tế xã hội chậm phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện tới nay còn tới gần 49%. Hàng năm, tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đều có vận động hỗ trợ người nghèo trên địa bàn xây dựng nhà ở mới. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Trà đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn ra soát đợt 1, hỗ trợ gần 580 hộ gia đình nghèo làm nhà đại đoàn kết. Nguồn hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo 4 cấp với mức hỗ trợ 50 triệu một nhà một hộ. Gia đình anh Vừa A Khua, bản Hồ Chi 1, xã Ma Thì Hồ có hoàn cảnh rất khó khăn, không được học hành đến nơi đến chốn, không có nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng anh Khua cùng ba con nhỏ chỉ sống dựa vào mấy xảo ruộng. Cấy hái không đủ ăn, anh Khua thường phải đi làm thuê theo thời vụ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Không có đất ở, nhà ở, cuộc sống gia đình họ rất bấp bênh. Năm 2023, được người thân cho một mảnh đất nhỏ, anh Khua cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc huyện phân bổ. Một căn nhà trị giá 50 triệu đồng đã được địa phương vận động xây dựng. Căn nhà hoàn thành vào tháng 11, gia đình anh Khua đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Anh Khua rất xúc động khi trò chuyện với chúng tôi. Dọn đất thì cũng ít mà không có chú ở nước ơi, thì may nhà nước hỗ trợ cái cho em là em rất vui. Ruộng thì một năm của em có 3 sào, thế thì em làm được 15 bao là nhiều nhất rồi. Em thì em cũng không có ăn học cái gì thì em cũng đi làm thuê nọ kia thôi. Thì bây giờ thì nếu có nhà ổn định như thế này thì em chắc chắn sẽ làm được nhiều hơn rồi. Gia đình bà Lầu Thị Chía ở bản Hồ Chim 2 còn khó khăn hơn nữa. Hai vợ chồng vốn có bệnh, cuộc sống dựa vào nguồn trợ cấp của nhà nước là chính. Nay cả hai ông bà đều già cả, không lao động được, nhà ở tạm bợ đã nhiều năm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Xét thấy hoàn cảnh của họ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ma Thì Hồ đã đưa họ vào danh sách hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, giúp họ có nơi ăn ở ổn định. 50 triệu đồng tiền hỗ trợ được dùng vào việc mua và vận chuyển nguyên vật liệu. Công san nền đất, dựng nhà được hỗ trợ hoàn toàn bởi các lực lượng huy động tại địa phương như đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trong thôn bản. Vợ chồng chúng tôi là rất là khó khăn, vất vả. Hiện nay vợ chồng chúng tôi có một đứa con gái đang ở cùng với vợ chồng chúng tôi. Nhưng gia đình trong những năm qua thì ông thì bệnh tật, già yếu, không làm được nương giấy, còn tôi thì cũng nhiều bệnh tật nên là gia đình chúng tôi rất là vất vả, không có đủ ăn đủ mặc. Trong thời gian vừa rồi thì cũng rất là may là được cấp ủy chính quyền địa phương cùng với Mặt trận Tổ quốc xã Ma Thì Hồ hỗ trợ cho gia đình chúng tôi một ngôi nhà đại đoàn kết. Gia đình chúng tôi rất là biết ơn và xin chân thành cảm ơn cấp ủy chính quyền địa phương xã Ma Thì Hồ cùng với Mặt trận Tổ quốc đã hỗ trợ cho chúng tôi một ngôi nhà khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng ổn định cuộc sống trong thời gian tới. Chỉ những người nghèo yếu thế phải sống trong những căn lều tranh tạm bợ rột nát, mưa gió giá rét đe dọa mới thấu hiểu được niềm vui khi có căn nhà chắc chắn ấm cúng như thế này. Để hỗ trợ nhà ở hộ nghèo đúng đối tượng, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ma Thì Hồ đã tổ chức bình chọn từ thôn bản. Các hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn, hộ già cả neo đơn được ưu tiên đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ.
Các hộ gia đình không có nhân lực xây dựng nhà ở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vận động bà con nhân dân trong thôn bản giúp ngày công xây dựng. 48 căn nhà đại đoàn kết ở xã Ma Thị Hồ đã được xây dựng hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Năm 2023 là xã Ma Thị Hồ được hỗ trợ 48 nhà đại đoàn kết, đúng đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nhà rốn đất, nhà tranh lá nứa. Và Mặt trận Tổ quốc xã là cũng phải đi trực tiếp ra soát và vận động nhân dân bản để lao động và giúp đỡ cho gia đình. Mức hỗ trợ của Mặt trận tỉnh là một gia đình 50 triệu đồng. Và xã Ma Thị Hồ là bây giờ là có các hộ nghèo rất nhiều, nhà tranh lá nứa, nhà tạm bợ. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước ta thực hiện đã nhiều năm nay. Từ năm 2000, sau khi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Quỹ vì người nghèo 4 cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được xây dựng. Từ nguồn quỹ này, hàng năm có hàng triệu hộ nghèo trên toàn quốc được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Tiếp sau đó, để hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, năm 2004, Chính phủ ban hành quyết định 134, trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, năm 2008, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định 167 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Từ đó đến nay, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở của Đảng, Nhà nước ta liên tục được ban hành, phù hợp với tình hình thực tế. Tỉnh Điện Biên là một trong số các tỉnh khó khăn nhất cả nước, có tỷ lệ hộ nghèo cao. Mỗi năm có hàng nghìn hộ nghèo trên toàn tỉnh được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn Quỹ vì người nghèo các cấp. Bên cạnh đó, hộ nghèo còn được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm được căn nhà khang trang như ý muốn. Căn nhà đẹp này là nhà của gia đình anh Trảo Kháo Tình ở bản Hủy Cơ Dạo, xã Nài Hì, huyện Nậm Pồ. Căn nhà hoàn thiện cuối năm 2022, màu sơn còn rất mới. Nhờ Ngân hàng Chính sách hỗ trợ gia đình anh Tình đầu tư trồng trọt chăn nuôi để ra mỗi năm một chút vốn mua gỗ. Năm 2022, anh lại được vay vốn làm nhà. Vì vậy, anh dựng được nhà sớm hơn so với dự định. Có nhà ở rộng rãi, khang trang là động lực giúp anh và gia đình yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Đời sống là khó khăn, với lại nhà mục nát cũ nát rồi. Nên là hai mẹ con chuẩn bị để mỗi một năm là chuẩn bị một ít gỗ để sửa sang lại nhà. Năm ngoái là đủ gỗ là quyết định làm lại nhà. Bọn em vay được 50 triệu. Là để giúp được bọn em là làm vật liệu nhà này, với lại công thợ. Bản Hủy Cơ Dạo là một trong 7 bản đặc biệt khó khăn của xã Nà Hì. Vài năm gần đây, nhờ nguồn vốn chính sách cho vay ưu đãi, người dân bản Hủy Cơ Dạo có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng được nhà ở khang trang, yên tâm lao động sản xuất. Về cái vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, hiện tại bản Hồi Cơ Dạo này thì nhu cầu của bà con là rất cao. Hiện tại trong bản là đang tách làm hai tổ, còn riêng tổ của tôi thì cũng có 32 thành viên rồi. Vay về chính sách hộ nghèo, chương trình hộ nghèo vay về mua trâu bò để nuôi, sinh sản và từ năm 2019-2020 về đây thì cũng có thêm cái chương trình vay về hỗ trợ nhà ở, thì cũng có một số hộ vay về được vay về cái chương trình hỗ trợ nhà ở. Thực hiện đề án số 09 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2023, tỉnh Điện Biên đã có 5.000 hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ nhà đại đoàn kết từ nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Với nguồn hỗ trợ này, các gia đình có thể dựng nhà theo khả năng, nhà xây, nhà khung sắt, nhà gỗ truyền thống. Thực hiện chính sách về hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở theo Nghị định 28-2022 dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023, hàng nghìn hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để dựng nhà khang trang. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là những chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta, không chỉ giúp hộ nghèo có nhà ở và xóa nhà tạm dột nát,
Các chính sách này còn tạo động lực, khích lệ đồng bào các dân tộc Điện Biên ổn định đời sống, vượt lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, Điện Biên Đông là huyện miền núi nghèo khó. Để hỗ trợ người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay ưu đãi có vai trò quan trọng. Vay vốn để phát triển trồng trọt chăn nuôi, vay vốn để học tập chuyển đổi công ăn việc làm, xây dựng nhà ở, nguồn vốn chính sách là chỗ dựa vững chắc để người dân huyện Điện Biên Đông vươn lên ổn định cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Xã Tỉa Dình, huyện Điện Biên Đông là xã miền núi đặc biệt khó khăn. Đường giao thông đi lại không thuận tiện, trình độ sản xuất của người dân còn hạn chế, kinh tế xã hội chậm phát triển. Để tạo chuyển biến về kinh tế cho người dân nghèo trên địa bàn xã, những năm gần đây, cấp ủy chính quyền địa phương đã khuyến khích nhân dân tiếp cận nguồn vốn chính sách đầu tư cho sản xuất. Thông qua các hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội ở thôn bản, người dân nghèo được vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm. Vài năm gần đây, đời sống người dân Tỉa Dình đang từng bước chuyển biến. Gia đình anh Sùng A Dình ở bản Tỉa Dình 2 thoát khỏi cuộc sống khó khăn nhờ đầu tư chăn nuôi đúng hướng. 5 năm gần đây để phát triển kinh tế gia đình, anh Dình đã vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để nuôi trâu. Ban đầu là vay vốn hộ nghèo mua trâu giống nuôi sinh sản, chọn giống trâu to khỏe để chăn nuôi, bán được giá. Hàng năm gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng dành trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Giờ anh tiếp tục vay nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm để mở rộng chăn nuôi, mua giống trâu lớn nuôi vỗ béo. Chỉ sau vài tháng đàn trâu của anh cho lãi vài chục triệu đồng. Sử dụng vốn vay hiệu quả, chăn nuôi cho lãi suất cao, anh Dình được Ngân hàng Chính sách Xã hội chọn làm tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn của bản. Anh rất phấn khởi với thành quả gia đình đạt được trong những năm vừa qua và tích cực vận động bà con trong bản vay vốn làm kinh tế. Bản Tiền Dình hay của mình thì dân bạn rất là khó khăn nên là cũng đề nghị nhiều cho nhà nước và ngân hàng để vay vốn để sản xuất kinh tế chăn nuôi cho bò. Bạn hộ nghèo rất là đông nên là vay về hộ nghèo là nhiều nhất. Riêng bản thân mình thì mình vay cái chương trình hộ nghèo nên là vay 100 triệu mua 4 con trâu, nhưng mà bây giờ là sinh sản lên là có hơn 10 con rồi, 12 con. Người dân bản Chua Ta 1 vốn chỉ sống dựa vào nương rẫy, đời sống bấp bênh. Những năm gần đây hiểu được vai trò ý nghĩa của các chương trình tín dụng an sinh của Ngân hàng Chính sách Xã hội, bà con dân bản tích cực tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng để chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế. Từ hộ gia đình nghèo, nhà cửa tạm bợ, nay chị Giàng Thị Chu ở bản Chua Ta 1, xã Tỉa Dình đã có nhà ở khang trang, đời sống được nâng lên. Sự thay đổi này của gia đình chị là nhờ được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay vốn đi xuất khẩu lao động. Vay vốn và ký quỹ xuất khẩu lao động qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, chồng chị Giàng Thị Chu đã có công việc ổn định tại Hàn Quốc. Xuất khẩu lao động có thu nhập cao, sau 2 năm làm việc ở nước ngoài, tiền người chồng gửi về đã giúp cho chị Chu trang trải, xây dựng được nơi ăn chốn ở khang trang, ổn định cuộc sống. Lúc đầu đi thì nhà cũng không có tiền, nên là làm thóc được 20 triệu. Làm bảo đi vay ngân hàng ký quỹ kia 100 triệu nữa, thế là đưa 20 triệu cho chồng cần đi và đi ký quỹ 100 triệu kia. Và chồng đi xuất khẩu tại Hàn Quốc và đi chăn nuôi lợn, thế đi được 4 năm rồi thì đã gửi tiền về trả xong ngân hàng và đã làm được nhà và mua được một cái xe cho vợ. Và bây giờ thì đã trả hết tiền và còn 1 năm, 10 tháng nữa là chồng về. Nỗ lực triển khai các chương trình cho vay ưu đãi tới người dân nghèo, Văn phòng Ngân hàng Chính sách huyện Điện Biên Đông đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, vươn lên. Có rất nhiều trường hợp nguồn vốn chính sách đã thực sự tạo động lực để họ nuôi hy vọng về cuộc sống ổn định. Bà Cà Thị On ở tổ 3 thị trấn Điện Biên Đông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình bà không có ruộng đất, bản thân lại không có nghề nghiệp. Chồng bị bệnh thường xuyên bỏ nhà đi, nên nhiều năm qua cuộc sống của họ vô cùng bấp bênh. Hiện bà đang sống trong căn liệu gỗ dựng tạm trên ô đất do người chị gái cho. Trong nhà không có vật gì đáng giá. Để sống qua ngày, bà phải đi chăn trâu thuê, kiếm miếng cơm. Năm 2022, bà được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn mua trâu để chăn nuôi. Nay bà đã có 3 con trâu lớn. Đó là động lực lớn giúp bà nuôi hy vọng sẽ tích góp được vốn, làm được căn nhà chắc chắn hơn để trú mưa tránh nắng. Mỗi lần ai hỏi chuyện nói đến phận mình,
bà On lại nước mắt ràn rụa. Gia đình cũng rất là khó khăn. Được sự quan tâm của làng và nhà nước thì cũng được vay vốn 50 triệu để mua rau. Cũng không có ruộng, có nương gì. Cũng không có thóc, cũng không có gạo gì đi ăn chung ở nhà anh chị. Chồng thì bị thiểu năng. Ra đường đi không biết đi đâu. Đi đến một tuần hay 10 ngày thì cũng không thấy về. Bây giờ thì nhà cũng rất là hoàn cảnh, không có nhà ở. Nếu mà mưa gió xuống thì không biết là sẽ bay đi lúc nào. Mong muốn đảng nhà nước quan tâm hỗ trợ làm nhà ở để có chỗ ăn, chỗ ở cho nó không phải mưa gió, không có chỗ ở. Chương trình cho vay vốn ưu đãi tới hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình khác nữa được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Điện Biên Đông triển khai hiệu quả trong những năm gần đây. Nhiều nguồn vốn chính sách cho vay ưu đãi, người dân các xã nghèo của Điện Biên Đông có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vượt lên thoát nghèo, giúp người nghèo nuôi hy vọng thay đổi cuộc sống. Trong 2 năm gần đây, Văn phòng Chính sách Xã hội huyện Điện Biên Đông cũng triển khai hiệu quả chương trình cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm theo Nghị định 28/2022. Đã có trên 500 hộ gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách này. Bà Lò Thị Dung ở tổ 3 thị trấn Điện Biên Đông là phụ nữ đơn thân, một mình nuôi 2 con ăn học. Nhiều năm, mẹ con bà phải sống trong căn nhà tạm dột nát. Năm 2023 vừa qua, bà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xét hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà. Số tiền hỗ trợ của nhà nước chưa đủ để làm được căn nhà như ý muốn, nên bà Dung cùng các con vay thêm 40 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ vay vốn làm nhà ở của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mua vật liệu làm nhà bằng tiền hỗ trợ và tiền vay ngân hàng, mẹ con bà Dung đã tự tay xây cất, dựng lên căn nhà này. Tết Nguyên đán sắp đến, có nhà mới rộng rãi chắc chắn để đón Tết. Bà Dung rất vui. Gia đình của tôi thì hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà may thì đã có nhà nước quan tâm đến mình, thì bây giờ thì nhà nước hỗ trợ 50 triệu cho vay 40 triệu với ngân hàng chính sách. Thì đã tiền 50 triệu đấy thì đã đi mua gạch, mua sắt, mua xi mà làm nhà. Không có tiền mà thuê thợ làm thì hai mẹ con tự làm đấy. Có nhà ở rồi thì chỉ quá vui, quá phấn khởi. Nguồn vốn chính sách có vai trò quan trọng giúp người dân các xã bản khó khăn của huyện Điện Biên Đông ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến làm nhà và vươn lên làm giàu chính đáng, họ đều được Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng hành hỗ trợ. Nguồn vốn chính sách cho vay ưu đãi vừa là chỗ dựa, vừa là đòn bẩy giúp người dân nghèo huyện Điện Biên Đông vững tin phát triển kinh tế, thoát nghèo và dần vươn lên. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Điện Biên Đông đang triển khai 13 chương trình cho vay vốn ưu đãi đối với các đối tượng chính sách khác nhau. Trong số các chương trình này, thì các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và chương trình cho vay giải quyết việc làm là 3 chương trình đang có tổng dư nợ lớn nhất. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Điện Biên luôn tập trung nguồn lực để là đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thì các chương trình tín dụng được triển khai có hiệu quả. Đấy. Và tập trung ưu tiên đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đối tượng khác như là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Và đến hết 31 tháng 12 năm 2023 thì là tổng nguồn vốn đạt là 482 tỷ 836 triệu đồng. Trong đó là nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tỉnh huyện sang là 3 tỷ 006 triệu đồng. Tổng dư nợ đến là đạt là 482 tỷ 610 triệu đồng. Các chương trình mà triển khai hiệu quả nhất ở đây thể hiện là cái chương trình đối với là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo để thực hiện cái mục tiêu cái xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Các chương trình cho vay vốn chính sách đã và đang được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Điện Biên Đông triển khai sâu rộng tới nhân dân trên toàn huyện. Những năm qua, các chính sách tín dụng dành cho hộ nghèo, cận nghèo và dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng khó khăn đã trở thành chỗ dựa cho người dân nghèo thoát khỏi thời điểm cam go, giúp người lao động nông thôn tạo việc làm và mở rộng việc làm, giúp hộ sản xuất kinh doanh nắm bắt cơ hội làm giàu chính đáng. Nguồn vốn cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội là nguồn lực quan trọng giúp huyện nghèo Điện Biên Đông thực hiện các mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo trong thời gian tới. Chuyên mục chung tay vì người nghèo và Ngân hàng Chính sách của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.